Năm nay con học lớp mấy rồi? Dạ lớp 7. Ước mơ của con á là gì? Dạ làm giáo viên dạy tiếng Anh. Sao không dạy môn khác mà dạy tiếng Anh? Dạ con thích học môn tiếng Anh. Nói chú nghe vài câu coi. Hello. Hello. Yeah. My name is Nho. Oh yeah. So yeah, good. Yeah. Can you sing? Okay, bài gì? Oh, very good English, huh? What song? What song? Chọn đó. Chọn đó. Vietnamese nước ngoài song. English song. English song. Là bài gì? Tên gì nó lại? Vũ Pháp. Chọn đó. Anh lịch không phải tên gì. Cô hát thử. Ok, du xin thử khúc ha. Quanh chu chi. When you're writing, shadows falling, some dirt of shadow falling on the desk, some dirt of shadow falling on your hair. I love this moment. Your hair seems rarer because of the dirt. Give me good lesson. When I have grown up, how can I forget the year you taught me? English song đúng rồi. Yeah, you translate from Vietnamese to English. Tôi nói thiệt, tôi nghe mà nước mắt tôi rớt nè. Tôi muốn chết luôn thiệt. Cái bài người ta vậy mà viết là tiếng Anh được. Cái gì Phật đớ gì đó. Chọt gì? Chọt đớ hả con? Chọt đớt. Chọt đớt. À, bụi phấn, bụi đớt. Đớt là biết rồi, còn cái kia là cái gì? Chọt hả? Chọt hả? Phấn là chọt. Chọt là cái phấn. Wow. Genius. Thiên tài đó con. Công nhận. Đã nhất là cái give me the lesson. Cái đó ghê à, thấy không? Thí dụ hát em ngày hôm qua hát sao? You are the girl of yesterday. You are the girl of yesterday. Hay sao? Bài này đã quá. Chắc chú Thành đi diễn hài quá. Đón xem tập 11 Hát mãi ước mơ, phát sóng vào lúc 20:30 ngày 27 tháng 9 năm 2019 trên kênh HTV7.